Bác serum kinh điển khi sử dụng serum rất nhiều người mắc phải. Đầu tiên đó là sử dụng serum dạng drop mà để cái đầu drop này này chạm vào da. Da của chúng ta không sạch như chúng ta nghĩ đâu. Vô tình để đầu bơm của sản phẩm chạm vào da sẽ mang theo vi khuẩn vào trong chai serum và có khả năng chai serum sẽ bị nhiễm khuẩn, ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như hiệu quả sử dụng sản phẩm. Cách tốt nhất khi sử dụng serum dạng drop đó là chúng ta lấy sản phẩm cho ra tay, xong rồi sau đó là thoa trực tiếp lên da. Cũng có thể drop trực tiếp lên da như thế này cũng được, nhưng đảm bảo là không để đầu drop chạm vào da nhé. Sai lầm thứ hai, sử dụng quá nhiều sản phẩm vì nghĩ càng nhiều càng tốt. Các bạn ơi, serum là tinh chất trong này chứa lượng hóa chất cao và thành phần dưỡng ấy thì đậm đặc hơn nhiều so với cả các sản phẩm dưỡng khác. Khi sử dụng quá nhiều sẽ gây ra những tình huống sau: một, mầm mụn nước li ti do bị dư ẩm; hai, có thể bị kích ứng hoặc là cảm giác khó chịu quá mức nếu chúng ta sử dụng serum nồng độ cao; và ba, đó là nổi bọt trắng bởi vì quá nhiều thao tác massage để giúp thẩm thấu lượng dưỡng chất dư thừa trên bề mặt, nên đủ là tốt nhất. Ví dụ serum đặc như thế này thì 1 cho đến 3 giọt thôi. Còn serum lỏng giống như là B5 hoặc là Butin C của nhà Emmy ấy, thì Emmy chỉ sử dụng 1 đến 2 pump cho toàn mặt. Xong rồi sau đó dư thừa thì mình thoa lên cổ. Sai lầm thứ ba, serum nào cũng cứ thoa ra tay như thế này xong áp lên mặt. Chỉ có những serum nền dầu hoặc là rất nhiều dầu và khó thấm thì làm như thế sẽ giúp tán đều sản phẩm ra và thẩm thấu tốt hơn nhờ hơi ấm của lòng bàn tay. Còn đối với là những serum mà dạng nước hoặc là dạng kem ấy, mình cứ thoa trực tiếp lên mặt là được.